Vâng, xin chào các anh chị. Chúng ta tiếp tục trong bài học tiếp theo trong việc phát triển hệ thống đại lý bán hàng online nhé. Và bài học này thì tôi sẽ nói về cái việc chúng ta cần phải xây dựng một bộ sale kit bán hàng. Trong tiếng Anh sale tức là bán hàng, kit tức là một cái bộ, sale kit là một cái bộ dụng cụ để bán hàng. Trong cái nghề sale của chúng ta, nếu mà bạn nào mà làm nghề nhân viên kinh doanh hoặc nhân viên bán hàng, đặc biệt là nhân viên kinh doanh đi chào hàng ấy, thì luôn luôn là phải có một bộ sale kit. Thế thì bộ sale kit là cái gì và gồm những cái gì? Thì bộ sale kit là một cái bộ tài liệu rất là đầy đủ để giúp cho cái nhân viên bán hàng có thể chào hàng, có thể hỗ trợ cho việc chào bán hàng một cách tốt nhất cho khách hàng của mình. Nó thường bao gồm cái gì? Thì nó sẽ thường bao gồm thứ nhất là catalog sản phẩm, giới thiệu chi tiết về sản phẩm, đúng không ạ? Thứ hai, nó có thể là bao gồm là những bảng báo giá. Thứ ba là có thể là bao gồm hợp đồng mua bán. Thứ tư là danh thiếp của nhân viên bán hàng, ở đây chính là danh thiếp của các đại lý, đúng không? Thế rồi thì nó gồm các cái bao bì, biển hiệu, nhận diện thương hiệu, rồi thì nhãn mác, túi tắm, tóm lại là một cái bộ nhận diện thương hiệu cho các cái vị trí hiển thị. Như tôi vừa nói đấy, túi sách, tôi nói vui là túi tắm đấy. Túi sách, rồi thì bao bì, rồi thì những cái phần bọc, phần trưng bày, đề co cửa hàng, biển hiệu bên ngoài, vân vân đó. Thế rồi thì rất nhiều những cái sản phẩm khác nữa, những cái phần khác nữa như là video giới thiệu sản phẩm, các cái loại hình media, vân vân. Thì các cái sale kit này thì nó tương đối là đa dạng, có thể là một cái phần mềm. Thế thì cái cách thể hiện cái bộ sale kit này thì nó có nhiều cách. Cách thứ nhất là mình có thể in ra, có một bộ như thế này, mình cầm đi, in ra. Cách thứ hai là cái gì cần in thì in, ví dụ như hợp đồng, danh thiếp thì cần in. Thế còn những thứ khác mình có thể là sử dụng các bản mềm, dạng bản thiết kế hình ảnh, dạng bản PDF, bản PowerPoint hay bản Word. Chúng ta sẽ có những cái phần thông tin về sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách đổi trả, hợp đồng mua bán, công dụng, tính năng, vân vân, rất nhiều. Cẩm nang hướng dẫn sử dụng sản phẩm, rồi thì cẩm nang tư vấn cho khách hàng, cẩm nang tư vấn cho đại lý, cái gì cũng được, bởi vì chúng ta bán hàng online mà. Theo tôi thì nên làm các cái bản mềm dưới các định dạng như tôi vừa nói là hình ảnh, video, PDF, bản Word, bản Excel, bản PowerPoint đều ok cho các anh chị và các bạn. Cần phải thiết kế một cách rất là đẹp, chuyên nghiệp. Bởi vì chúng ta có hàng nghìn người bán hàng, chúng ta có hàng trăm người bán hàng, thì mỗi một người này người ta đều phải cần cái bộ công cụ như vậy. Người ta đọc và người ta thuyết phục đại lý, người ta thuyết phục các khách hàng là đại lý hoặc khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng mua hàng. Thì như vậy họ cần phải có một cái bộ sale kit như vậy, đúng không? Thế rồi thì mình có thể chia sẻ bộ sale kit online này bằng cách là mình có thể là đưa lên website, đưa lên YouTube, đúng không ạ? Đưa lên trên các cái Facebook group hoặc là các cái Zalo group, sau đó cho mọi người cái đường link tải cái file này về. Mọi người lưu trữ lại và mọi người học tập, mọi người sử dụng để thuyết phục những khách hàng khác để có thể bán hàng chuyên nghiệp. Nói chung làm sale kit mới lại xây dựng chính sách thì bản chất của nó là sale thôi. Các bạn nhớ rằng là các bạn học bộ kinh nghiệm sale của tôi là có tương đối đầy đủ đấy. Thế nhưng chẳng qua ở đây là chúng ta đang sale trong cái lĩnh vực là sản phẩm là làm đẹp mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, và chúng ta đang phát triển hình thức là đại lý bán hàng trực tuyến. Thì đại lý bán hàng họ muốn bán hàng của mình thì mình phải thuyết phục họ mua hàng, thuyết phục họ trở thành đại lý. Muốn thuyết phục được thì mình phải có sản phẩm mẫu, đúng không? Có catalog, có công dụng, có tất cả những cái thứ như tôi vừa nói, để làm sao ngồi trò chuyện với họ, nói cái gì, nói có sách mách có chứng, họ hỏi cái gì chỉ cho họ thấy, sâu cho họ thấy, thuyết phục cho họ thấy, và làm cho họ tin, làm cho họ thích, làm cho họ mua hàng, thì là mình thành công, đúng không? Ok nhá. Thì đấy là những cái ý cơ bản, và các bạn giúp tôi là thuê thiết kế làm chuẩn chỉ những bộ này, hoặc là các bạn có thể tuyển dụng một bạn thiết kế đồ họa ngồi ở văn phòng tự làm, hoặc là các bạn thuê outsource ở các cái diễn đàn hoặc là các cái group về thiết kế, hoặc là các bạn nếu mà tin tưởng thầy Phan Anh nữa thì các bạn có thể thuê thầy Phan Anh thiết kế logo, bao bì, túi tắm, do vì thầy Phan Anh rất là nhiều kinh nghiệm. Thầy Phan Anh cũng trộm vía là cũng thiết kế cho rất là nhiều thương hiệu rồi, và hầu như là thương hiệu nào thiết kế cũng may mắn là cũng đều thành công,
bởi vì sau đấy là đều hỗ trợ rất là nhiều về bán hàng, về marketing cho họ nữa. Và bản thân công ty Thầy Phan Anh cũng có một công ty sản xuất về video, hình ảnh, chụp ảnh các thứ, Photoshop, đồ họa rất chuyên nghiệp các bạn nhé. Rồi, các bạn đã hình dung ra tầm quan trọng của sale kit trong quá trình phát triển sản phẩm rồi chứ ạ. À, và chúng ta làm theo cái cách là liệu cơm gắp mắm, chúng ta làm bài bản đầu tư chuyên nghiệp thì có thể sẽ hơi tốn kém. À, còn chúng ta tiền ít thì chúng ta làm từ từ thôi, hoặc là chúng ta dùng phương pháp thuê mướn nhờ vả xin cho nó tiết kiệm. Ok, bởi vì bản chất là chúng ta cũng đang mới khởi nghiệp mà nhá. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.